Xin chào các bạn, đây là một cái bô tim thái tem lửa 7 số nha. Đây, tình trạng bô. Tình trạng bô rất đẹp, long lanh nha. Đây. Còn khá đẹp nha các bạn. Cái cổ có hàng. Có dấu hàng nha, cái cổ có dấu hàng. Không. Dưới đít thì có lỗ một, có dấu hàng dưới đít. Đây, nhìn thấy thì có chữ S ở đây, đâu rồi? Chữ S ở đây. Ok, còn lại cái bô là đẹp hết, không có bị chày xước hay cắn mớp gì nha. Đây, đúng đát 1985 nha. 85. Tích 341. Còn bô mà bô 2543 là bô đời mới. Thì bô đó tầm khoảng 400-500 ngàn thôi. Còn đây là bô ring tháo trong xe ra nha các bạn. Cực đẹp nha. Âm thanh ấm gắn cho xe rất là chất lượng. Cái vết này thì nó nằm phía dưới, nhìn vô không có thấy nha, gắn trên bô trên xe không có thấy, chứ bị chút xíu lỗ một ở đây. Người ta bít cái lỗ này lại. Còn lại đẹp hết. Rồi, phương thức mà bên mình là chỉ tiền trước, nhận hàng sau, không ship code nha. Các bạn lưu ý nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video của Tuấn Viên Xe Cúp. Mỗi khi mình up sản phẩm mới lên thì các bạn sẽ xem được sản phẩm mới liền nha. Đây, xin chào tất cả các bạn. Đây là cặp kính của Dream. Dream tem lửa 7 số. Cực đẹp luôn nha. Đây. À, bao chắc. Rất là đẹp, không có chày xước luôn. Chưa có chày xước miếng nào. Rất đẹp nha. Đây. Chân ốc ác cao su còn đẹp hết. Hàng này rất là khó kiếm nha các bạn. Lâu lâu mới có được một cặp. Kính là đẹp không chạy xước nha. Mặt sau là đẹp luôn không chạy xước. Tại vì xe đâu có chạy đâu mà chạy xước phải không? Ok, đây là kính Dream Thái tem lửa 7 số. Rất đẹp nha. Phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước, nhận hàng sau, không ship code. Và lưu ý nha. Nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi kênh video của Tuấn Viên Xe Cúp. Duy nhất chỉ có một cặp kính Dream Thái thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Đây là một cặp niềng Shisham Gucci tháo ra từ xe Dream tem lửa 7 số đáp 1995. Rất là ít khi chúng ta kiếm được một cặp niềng Vinh mà có in đáp nha. Đây. 95 nha. Shisham Gucci 95 94, đây là cái đường sau. Còn bên đây là cái niềm trước. Niềm trước đây. Niềm trước ở đằng sau là 995. Đúng một cặp luôn. Đúng một cặp, tháo cho một chiếc xe ra luôn à. Đây, chất lượng này rất là đẹp luôn nha. Bây giờ bên mình đang cố gắng sưu tầm cầm, nhưng mà không có cầm. Cầm hơi hiếm. Đẹp hết luôn nha các bạn. Rất đẹp nha. Đây. Rất là đẹp. Mới rửa sạch sẽ. Mặt ngoài thì giờ người ta lấy sơn, người ta quét rồi nên mình không có tẩy được. Lớp sơn quét chống xét. Đây. Sơn quét chống xét, ở đây người ta quét sẵn. Còn bên ngoài thì người ta cũng quét luôn, nhưng mà mình đã lau sạch sẽ. Rất là đẹp nha các bạn. Thì rất là hiếm mà chúng ta kiếm được cặp tiền Shisham Gucci có đáp 5 nha. Sau này nó không có in đáp nữa. 95 này nó còn in đáp, còn 97, 98 nó hết in đáp rồi. Nè, rim Thái nha, chỉ gắn rim Thái nha. Gắn quay luôn. Gắn xe quay, ok, sau này nó làm niềng Shisham Gucci đời mới. Niềng Thái Lan sau này nó cũng là Shisham Gucci đời mới.
thì nó gắn cho quay, nó cũng là xi nhan Mui Xi. Còn đời đầu thì Kim thấy nó là xi nhan Mui Xi chữ nhỏ, còn đời sau thì xi nhan Mui Xi chữ chữ lớn, rim đời sau với quay đời sau. Còn này đúng đời đầu 95 thì nó có đắt, còn cặp cực kỳ hiếm. Và bây giờ cũng còn một cặp vỏ luôn. Đây còn cặp vỏ rất đẹp của rim Thái luôn. Đây các bạn thấy là gần như là mới, gai là còn nguyên hết. Đây. Đây rất đẹp nha các bạn, rất là đẹp. Và chứng chỉ tháo trên xe ra nó có cái chữ này. Rồi ok, bên Thái thì mình còn cặp lốp, cặp nen, một cái bô với một kính chiếu hậu. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Phương thức mua hàng của bên mình là chỉ tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Phương thức mua hàng là các bạn chỉ tiền trước bên mình, nhận được tiền bên mình sẽ ship hàng nha. Bên mình chuyên cung cấp linh kiện liên quan tới xe cúp, còn xe rim Thái thì lâu lâu mới có một vài món thôi. Rồi các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video của Điện Xe Cúp nha. Mỗi khi mà đắp video mới lên các bạn sẽ xem được liền. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.